Nhầm. Chị cầm hộ em đi nhá. Em hình như rơi giờ rồi em bị tuột. Xong chưa? Em kém. Ôi sao này nóng thế nhỉ? Qua luôn đi. Qua đi mất đi. Mà hôm nay bình thường chỗ này, chỗ khu nhà mình nó rất là mát luôn đấy. Chỗ này là mát nhất luôn đấy. Có ăn kem kìa, có mua kem ăn đi. Em gái có mua kem cho chị đi nhá. Thôi, để em đưa tiền cho chị đi mua. Thôi, làm việc tốt thì làm hết đi. Làm từ A tới Z đi. Lại chị em bị gì cũng được, con vani cũng được, dâu cũng được. Đúng là làm em thèm văn nặng. Làm em là nó phải thế đấy. Đi đây. Thôi, chị ngồi nhảy đi. Được. Có con em tuyệt lắm. Wow. Đây đi, của em của chị đâu? Ồ, nhầm. Đi cầm hộ em đi nhá. Em hình như rơi giờ rồi, em bị tuột. Xong chưa? Đấy kém. Nghe sao thì là ăn mất cái đậu của em. Thì sao nó chảy mấy đằng nào, cái kem rủ to làm sao em ăn hết được. Mấy cái đậu của em mà, em đây, mắc đền chị. Chưa, to chưa? Dài chưa? Tìm một cái không đẹp.